Khi rái cá đang làm nhiệm vụ phóng sanh mà chọc nó sẽ giận đó. Thấy mọi người thấy nó giải cứu ghê không? Nó đem con rạm ra chỗ có nước nó để nè, không phải em ấy đang ăn thịt đâu nha. Em dạy cho nó phóng sanh, bây giờ nó phóng sanh còn chuyên nghiệp hơn em nữa đó. Đem con rạm ra chỗ có nước nó để đó. Mọi người thấy không? Cái nhà giải cứu động vật rái cá ghê chưa?